Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ Sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mở đầu là phần tin trong tỉnh gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Chi cục chăn nuôi và thú y Long An tăng cường phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Huyện Mộc Hóa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tiếp theo phần tin, phóng viên Ngọc Cẩm, Đài Truyền thanh Quyền Vĩnh Hưng có phóng sự đồn biên phòng Long Khốt, đơn vị chuyển mạnh toàn diện. Sau cùng là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Sáng nay, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương Hội đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh về tình hình công tác hội và phong trào nông dân tại Long An. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh tiếp và làm việc với đoàn. Theo báo cáo, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh hiện có trên 173.000 hội viên, trong đó trên 82% hộ đăng ký trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thời gian qua, các cấp hội đã phát động phong trào hiến đất, đóng góp vật lực, nhân lực, xây dựng nông thôn mới. Đến cuối tháng 12 năm 2016, Long An đã có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ trên 34%. Đến nay, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh quản lý gần 21 tỷ đồng, trong đó vốn ủy thác của Trung ương hội là 11 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cho biết tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng của môi trường, hạn mặn, tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, tình hình tiêu thụ nông sản không ổn định, giá cả biến động theo mùa, cụ thể là chanh, thanh long, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp chưa đảm bảo. Đối với trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh chưa phát huy hiệu quả, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu. Qua đây, Hội Nông dân tỉnh kiến nghị Trung ương hội sớm đầu tư giai đoạn 2 trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh về nhà xưởng trang thiết bị dạy nghề, có cơ chế hỗ trợ vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển các loại hình dịch vụ đa dạng hình thức dạy nghề nông thôn. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn ghi nhận những kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh Long An, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh phải tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ nông dân, chú trọng đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ mới, tổ chức tham quan thực tế các mô hình hiệu quả, đặc biệt hỗ trợ vốn vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 3 năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 1910, 8 tháng 3 năm 2017, kỷ niệm 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2014-2016. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng tham dự hội nghị. Tại hội nghị, đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nối tiếp truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Thời gian qua, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Long An tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phấn đấu rèn luyện phẩm chất người phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều phụ nữ không ngừng phấn đấu vươn lên, trở thành nhà khoa học giỏi, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nông dân chiến sĩ giỏi, nữ doanh nhân thành đạt, công nhân viên chức lao động tiêu biểu, trong đó nhiều phụ nữ vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các cấp hội phụ nữ tỉnh thời gian qua. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đổi mới phương thức hoạt động sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần khẳng định nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Dịp này, 4 chi hội phụ nữ tiêu biểu vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 3 chi hội phụ nữ tiêu biểu nhận giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì có thành tích tốt trong tham gia phong trào thi đua xây dựng chi hội phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2014-2016. Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn tỉnh, nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đầu tư hoàn chỉnh. Cụ thể, tất cả các sở ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã xây dựng mạng nội bộ, 100% Ủy ban Nhân dân cấp huyện triển khai mở rộng các phân hệ phần mềm một cửa điện tử đến phòng ban chuyên môn và Ủy ban Nhân dân cấp xã để phục vụ cho công tác tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết hồ sơ hành chính. Đó là nội dung được thông tin tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.
Hội nghị diễn ra chiều hôm qua, ngày 2 tháng 3 năm 2017, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Liên. Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh quan tâm bố trí ngân sách đầu tư trang thiết bị, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan địa phương. Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin từng bước phát huy hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyên môn và chỉ đạo điều hành của các cấp, ngành qua môi trường mạng, góp phần quan trọng trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn hạn chế nhất định. Đội ngũ cán bộ công chức làm nhiệm vụ chưa đảm bảo yêu cầu về số lượng và trình độ, một số phần mềm dùng chung chưa thực sự phát huy hiệu quả, hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng tại nhiều cơ quan chưa đảm bảo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Liên ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tỉnh và các sở ban ngành địa phương trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thời gian qua. Bên cạnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị địa phương mình, thực hiện tốt các cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh quá trình xây dựng chính quyền điện tử. Riêng trong giai đoạn 2016-2020, phấn đấu đạt mục tiêu 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính kết nối mạng phục vụ công việc, 100% thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, trên 30% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 3-5% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4. Hiện tại, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đã xảy ra tại một số địa phương trên cả nước và hai tỉnh Phrey Vang, Phrey Rieng thuộc Vương quốc Campuchia, giáp tranh với Long An. Trước tình hình đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Long An đã tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là tuyến biên giới. Theo đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã triển khai công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Từ đầu năm 2017 đến nay, ngành đã thực hiện tiêm phòng hơn 4.800 liều vaccine lở mồm long móng trên gia súc, hơn 14.000 liều vaccine tai xanh trên heo và gần 510.000 liều vaccine cúm gia cầm. Ngoài ra, chi cục chuyển về các huyện, thị xã, khu vực biên giới 1 triệu liều vaccine cúm gia cầm để phục vụ việc tiêm phòng bắt buộc. Bên cạnh đó, chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh cũng khuyến cáo người dân không chăn thả gia súc, gia cầm qua biên giới, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm nhập lậu qua biên giới. Công an huyện Mộc Hóa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và 6 năm bố trí công an chính quy tại cơ sở. Trong năm, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an 389 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ nhiều vụ việc có liên quan, quản lý 54 đối tượng thuộc diện án treo, chấp hành xong án phạt tù và áp dụng quản lý giáo dục tại địa phương. Lực lượng công an huyện làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, buôn lậu. Trong năm, lực lượng công an huyện đã bắt giữ 27 vụ mua bán vận chuyển hàng cấm, 24 vụ đánh bắt thủy sản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực an toàn giao thông 314 trường hợp, thu ngân sách nhà nước trên 360 triệu đồng. Qua 6 năm triển khai bố trí, công an chính quy phụ trách các xã trọng điểm, tình hình an ninh trật tự tại các địa phương đã có nhiều chuyển biến. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya được kéo giảm, triệt xóa 7 tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 6 vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 7 súng săn tự chế, 2 mã tấu và nhiều loại vũ khí nguy hiểm. Đến nay, toàn huyện có 4 trên 7 xã được bố trí theo mô hình trưởng phó và một công an viên thường trực là lực lượng công an chính quy. Phát huy kết quả đạt được năm 2017, huyện Mộc Hóa tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, của huyện về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, làm tốt công tác vận động quần chúng và việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, các tai tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Thưa quý vị thính giả, hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng có 5 xã biên giới với đường biên giới dài 45,62 km, chiếm gần 1/3 tổng chiều dài biên giới của tỉnh Long An. Trong những năm qua, tình hình trên tuyến biên giới luôn được giữ vững, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người lính biên phòng Long Khốt. Đồn biên phòng Long Khốt đóng quân trên địa bàn xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng. Trong thời gian qua, tập thể đồn Long Khốt đã không ngừng nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của bộ đội biên phòng tỉnh Long An. Năm qua, đồn biên phòng thường xuyên triển khai phong trào, đề án quan trọng, huy động sức mạnh toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, như xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới, chủ trì phối hợp các lực lượng trên biên giới, tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc
và giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp khu vực biên giới, xây dựng mô hình tiếng cảnh vùng biên, phong trào kết nghĩa nhân dân và lực lượng hai bên biên giới, triển khai chỉ thị 01 CTTTG của Thủ tướng về việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thượng tá Chủ Minh Tùng, chính trị viên đồn biên phòng Long Khốt, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng phát biểu: cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Long Khốt đã khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, là đơn vị thường xuyên củng cố, tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí, và đồng thời giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức, xác định rõ cái vai trò trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ chính trị và bám dân, bám địa bàn, phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới. Đồn biên phòng tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội vùng biên như giúp nhân dân phát quang đường giao thông nông thôn, trường học, hệ thống thoát nước, thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách, thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, góp phần đáng kể cùng các cấp chính quyền xây dựng bộ mặt nông thôn biên giới ngày càng khởi sắc, nhân dân yên tâm cùng bộ đội biên phòng bám giữ biên cương của Tổ quốc. Ông Lê Văn Nên và bà Châu Thị Ánh, người dân xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng phát biểu: thì đối với cái đồn biên phòng Long Khốt thì hết sức là nghĩa tình đối với bà con ở vùng biên giới, nghĩa là thường xuyên đi tuần tra biên giới rồi xuống tận với là thôn ấp để là nhắc nhở bà con, nghĩa là giáo dục con em, nghĩa là bài bạc là hoặc giao thông là nghiêm chỉnh để là trật tự an toàn là cho được đảm bảo. Lê Văn Nên là người dân. Tôi là người dân ở biên giới, là coi như là thường xuyên thấy anh em bộ đội ở, là coi như thường xuyên lên các ấp, là coi như tuần tra ở biên giới và tuần tra cột mốc để là chăm lo cho người dân, để là bất cứ cái chuyện gì cũng có bộ đội biên phòng trực tiếp với dân để lo cho dân. Chúng tôi thấy đây là một tinh thần của anh em bộ đội rất là tốt. Cùng với việc bảo vệ giữ vững đường biên giới, đồn biên phòng Long Khốt phối hợp với đảng ủy chính quyền địa phương duy trì tốt việc hội họp, giao ban, trao đổi tình hình hai bên biên giới, cùng nhau bàn bạc thống nhất các biện pháp trong quản lý việc đi lại, làm ăn, sinh sống, trao đổi hàng hóa của nhân dân hai bên đúng pháp luật của hai nhà nước và luật pháp quốc tế, góp phần đáng kể trong giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, tạo môi trường ổn định để người dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Thực hiện phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Long Khốt đã đóng góp không nhỏ cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trở thành lực lượng nòng cốt quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân nơi biên giới. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp SOM1 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 3 năm 2017. Chủ tịch các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị lần này, các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương triển khai các kế hoạch hành động chung nhằm mở rộng cơ hội đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực để người dân doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung tận dụng các cơ hội của một thế giới toàn cầu hóa đang thay đổi nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Jean-Claude Juncker công bố sách trắng về tương lai châu Âu gồm 32 trang với 5 kịch bản nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu-EU tại Italia vào ngày 25 tháng 3 tới. Trước toàn thể nghị viện châu Âu, ông Jean-Claude Juncker đã trình bày nội dung cơ bản của sách trắng với các đường hướng cải tổ để EU có thể mở ra chương trình mới cho lịch sử châu Âu sau khi nước Anh rời khỏi khối này Brexit. Trong đó, Chủ tịch EC liệt kê ra 5 kịch bản cho châu Âu tương đương với các mức độ hòa nhập khác nhau và kêu gọi các lãnh đạo châu Âu phải có lập trường rõ ràng. Sách trắng cũng nêu ra những thách thức chính cùng các cơ hội của châu Âu trong thập kỷ tới. Khẳng định đây chỉ là khởi đầu của một quá trình, Chủ tịch EC mong muốn các đại biểu nghị viện châu Âu tích cực tham gia các cuộc thảo luận rộng rãi và thể hiện sự chính trực. Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.